Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1,5 triệu token Saluki Inu các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click link mô tả mở từ đám start jackpot này bạn. Rồi mình nhận 150.000 token Saluki Inu của khoảng 15 đô các bạn. Các bạn bấm join này đó. Video đầu tiên bạn lướt cấp cha nè, CA34 bao quê chứ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh channel nè. Rồi bạn mới đập lại join tiếp kênh channel nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh Telegram partner của nó nè. Đây là nguồn ngay shop mới. Rồi tiếp tục con follow và tweet bot nè. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like, các bạn chích dẫn tờ tweet luôn đi các bạn. Hoặc các bạn có thể tờ tweet nha các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lên nè. Sau khi tờ tweet lên xong các bạn bắt up lên nè. Đây thì nhiệm vụ không bắt buộc follow kênh tờ Twitter nó mình làm luôn đi các bạn. Rồi trên kênh nó các bạn theo dõi luôn nè. Các bạn like và các bạn tờ tweet luôn đi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại các bạn bấm vào mục submit tên nè. Rồi bấm done nè. Tiếp tục bạn gửi lên đường link profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao cạnh cùng nè, các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè bạn, rồi bạn mới đắp lên nha bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên đi chocolate MetaMask in token, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain cho mình nha các bạn. Bet20. Các bạn có thể dùng địa chỉ với Saviban, bạn dán vào đây gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn join vào kênh Telegram partner của nó. Join rồi xong bấm don. Follow and Arab partner and retweet. Tiếp tục thì bạn gửi lên một link retweet nè. Arab partner. Chưa các bạn. Rồi, các bạn gửi lên một link retweet nha các bạn. Thì bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn ra tweet nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn nhắn vào đây nha các bạn. Rồi mình lại chú bot nè.